Huyền thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập bài chung có chủ đề họ có còn tình cảm với bạn không. Đây là tập bài dành cho những mối quan hệ giận nhau này, tạm dừng ngắt kết nối, chia xa nhưng mà các bạn vẫn còn hướng về nhau, vẫn còn quan tâm đến nhau. Hiện tại thì cổ họng của mình nó vẫn chưa khỏe hẳn cho nên là giọng nói hơi nhỏ. Biết ơn các bạn suốt thời gian qua đã lặng lẽ ở bên cạnh mình, đã cổ vũ mình. Rồi các bạn có thể sử dụng thêm một cái phương tiện nào đó để khắc phục cái sự cố này, thông cảm cho mình nhá. Rồi bây giờ trước mặt các bạn là bốn tụ bài với bốn câu hỏi như sau. Một là năng lượng mối quan hệ, hai đó là cái người này hiện tại họ có còn tình cảm với bạn không, họ có dự định kế hoạch gì cho mối quan hệ này và hành động tiếp theo của họ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả bài từng câu hỏi một, chúng ta sẽ đọc từng trả bài một các bạn nhé. Trước hết đây là trả bài đầu tiên, năng lượng của mối quan hệ. Mình thấy ở đây luôn tồn tại một năng lượng hai xu. Hai xu ở đây biểu tượng của nó là sự cân nhắc. Các bạn hiểu là cái hai xu này này, cái cân nhắc nó còn tùy hoàn cảnh. Ví dụ như là nếu như mà các bạn hoàn toàn bình thường, mối quan hệ của hai người không gặp bất kỳ một vấn đề gì mà họ cân nhắc thì đây là người tính toán. Nhưng mà nếu giữa hai người có những hoàn cảnh mà khó khăn, phải nghĩa là khi mà đến với nhau phải gặp khó khăn, gặp thử thách, phải hy sinh, phải có sự thay đổi, nghĩa là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cả hai hoặc là của đối phương, để khiến cho họ trở nên, họ phải suy nghĩ, phải cân đo đong đếm rất là nhiều, thì chúng ta cũng phải thông cảm, có nghĩa là chúng ta phải nhìn cái sự cân đếm này dưới cái hoàn cảnh của nó thì mới có thể kết luận được họ là người như thế nào nhá. Thì hai xu ở đây thì mình chỉ thấy là họ có năng lượng đấy. Năng lượng của khi nào sót ở đây là mình có cảm giác như là cái năng lượng mối quan hệ của hai người, khi nào sót ở đây có thể là một người nào đó chen vào, ví dụ như người thân, bạn bè, một người có uy tín, hoặc là người giống như phụ huynh của chúng ta ấy, chen vào mối quan hệ làm cho mối quan hệ bị tổn thương, hoặc là một trong hai người các bạn tổn thương nhau bằng những lời nói của mình. Nhưng mà khuyên nào sót thì thường những lời nói nhẹ nhưng mà rất là sâu đó các bạn nhá, nghĩa là cái sự tổn thương nó giống như một cái lưỡi dao ấy, nó sắc nhưng mà nó làm cho người ta cảm thấy rất là đau. Và chính vì thế mà đây cũng chính là một trong những cái yếu tố làm cho cái mối quan hệ, dù các bạn, mình nghĩ rằng là khi có hai xu, có bảy xu bảy kiến thì mình nghĩ là các bạn suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, thì mình nghĩ rằng các bạn phải có tình cảm sâu sắc thì các bạn mới phải băn khoăn nhiều đến như thế, còn nếu không thì chia tay, đơn giản thế thôi đúng không. Cho nên là đây là một mối quan hệ mà mình nghĩ rằng các bạn có rất nhiều trăn trở, rất nhiều băn khoăn và rất nhiều suy nghĩ ở đây các bạn nhé. Đó, và nguyên nhân vì sao thì mình đã phân tích rồi, và các bạn phải dùng cái hai xu, cái bảy xu, cái bảy kiếm, nghĩa là tất cả các lá bài nó biểu hiện cho cái sự băn khoăn cân nhắc ấy, đo đếm rất nhiều, sau đó thì chìm vào im lặng. Và bởi vì có một người chìm vào im lặng cho nên nó mới dừng lại ở tám kiếm là ngắt kết nối, theo kiểu là giống như là im lặng ấy, không nói, không ai nói với ai một lời nào nhưng mà vẫn nghĩ về nhau, vẫn hướng về nhau, thì nó có cái lý do của hai xu, hai gậy, và các bạn phải đặt nó trong hoàn cảnh cụ thể giống như mình vừa mới nói thì các bạn mới có thể hiểu sâu sắc được mối quan hệ này. Rồi, đó là năng lượng của mối quan hệ. Đến đây thì các bạn có thể xác định được là mình có nên nghe tiếp mối quan hệ này hay không, hay nói một cách đơn giản là đây có phải là mối quan hệ của bạn hay không nhá. Rồi, bây giờ đến câu hỏi thứ hai là người đó họ có còn tình cảm với bạn không. Mình nghĩ là các bạn có một sợi dây duyên, có thể dùng như thế. Thực ra bản thân duyên nó đã là một sợi dây rồi. Nếu mà ai học Hán cổ, bởi vì 80% vốn từ vựng của chúng ta, vốn từ ngữ của chúng ta chính là từ Hán Việt. Vậy thì duyên nó chính là sợi dây, nghĩa là nó là một cái sợi dây kết nối giữa hai người. Và một là các bạn có cái hẹn ước là kiếp sống này các bạn sẽ đi cùng nhau, nghĩa là các bạn là những mối tình cuối của nhau ấy, mối tình cuối cùng của nhau. Hai là cái bài học của các bạn nó chưa xong, cái sợi duyên này nó chưa đứt, cho nên mình thấy các bạn bao nhiêu lần bỏ đi rồi. Năng lượng của tám cốc ấy là các bạn đã đi rồi, nhưng mà chân thì bước đi, nhưng đầu thì vẫn cứ quay về nhìn lại cái mối quan hệ đó, nhìn lại cái người yêu đó. Và nếu có một cái gì đó ràng buộc ấy, ràng rịt, vướng mắc mà các bạn cảm giác đi không được, ở không xong, nhiều lúc cảm thấy rất mệt nhưng mà không thể nào quên được các bạn nhá. Đấy, dấu vơ chính là như thế. Người thì đi rồi nhưng mà vẫn quay trở lại nhìn, người thì ở lại im lặng không níu kéo nhưng cứ mãi miết nhìn theo bóng người kia xa dần. Các bạn, mình nói nó hơi hình ảnh một chút, các bạn tự gắn nó vào cái hoàn cảnh của mình. Và chính vì thế mà các bạn mệt mỏi,
Đấy, ở đây thì mình nghĩ là một là các bạn đã có sự kết thúc rồi, nhưng mà nó có sự vận động. Bởi vì đấy nó là sự chuyển hóa, kết thúc để mà tái sinh. Cho nên là sau một khoảng thời gian, mình nghĩ là các bạn cảm giác là không, mối quan hệ nó không thể giải quyết được. Và các bạn đã nghĩ đến cái chuyện là nên dừng lại rồi. Thậm chí có những mối quan hệ tuyên bố chia tay, hoặc là các bạn chia tay rồi, nhưng mà cứ nó cứ theo kiểu các bạn cứ tưởng tượng đi, không được ở, không xong, xa thì không xa được, mà lại gần thì có những cái lý do khiến cho hai người cứ ngập ngừng. Nhưng mình cảm thấy sau một khoảng thời gian thì mình có cảm giác như tại cái thời điểm này, năng khi mà các bạn nhìn thấy rất nhiều các dãy số 11 này, 22 này, 3344 ý, những cái dãy số 22 số 1 với nhau và nó cứ đi liền nhau ấy, nó là dấu hiệu của một cái gì đó quay lại. Cho nên là mình có cảm giác như là tại thời điểm này các bạn sẽ thấy rằng là giống như các bạn ngộ ra một điều là các bạn không quên được đối phương. Các bạn và cái đôi khi cái năng lượng của đấy này nó tác động rất mạnh vào mối quan hệ. Có nghĩa là có một người dứt hẳn, có nghĩa là các bạn tuyên bố chia tay và các bạn chia tay hẳn. Và cái điều này tác động rất lớn đến đối phương, khiến cho họ cuống quýt lên. Các bạn cứ tưởng tượng nếu như hai người cứ giận nhau ấy, không nói gì nhưng mà vẫn cứ ở đó, thì cái người kia, bản thân các bạn sẽ có một sự an tâm, đó là cái người kia vẫn còn ở đó, không đi đâu cả. Nhưng cho đến một ngày bạn không nhìn thấy đối phương nữa, bạn không còn cảm nhận được đối phương nữa, hoặc là bạn đối phương tuyên bố với bạn rằng họ đi thôi, họ không chờ bạn nữa, thì lúc đấy từ bên trong bạn mới trỗi dậy sự mất mát. Mình cảm nhận được cái năng lượng này trỗi dậy sự mất mát. Bạn mới cảm thấy trống rỗng vô cùng. Bạn cảm giác như bạn mất một cái gì đó, bạn hoặc là đối phương nhá, mất một cái gì đó rất là sâu, rất là quý giá. Và mình cảm thấy trong phút chốc đấy, bạn nghĩ về năng lượng của sáu cốc, bạn nghĩ về những cái ký ức của hai người, những kỷ niệm đẹp đẽ, những tình cảm đẹp đẽ, những ngày tháng êm đềm khi ở bên cạnh nhau. Và bạn ở đây có cả những cặp vợ chồng ly thân, ly hôn hoặc là giận nhau, hoặc những cặp đôi mà đã từng ở bên nhau rất là đầm ấm, vui vẻ rồi. Bạn nhận ra cái điều đó nó giá trị hơn bao giờ hết, nó quý giá vô cùng. Và mình cảm nhận được năng lượng của sự cuống quýt. Có những người cảm thấy cuống quýt vì mình đã mất một cái gì đó rất đẹp rồi. Và mình thấy có xu hướng là ở đây có cả những người mà mỗi khi mà các bạn mối quan hệ này có cái chuyện gì đó, bạn có xu hướng là bạn nguyện cầu nhá, có năng lượng của sự nguyện cầu, năng lượng của sự mong ước ấy. Mặc dù bạn không nói gì với đối phương nhưng bạn có sự nguyện cầu, bạn có sự mong ước. Và mối quan hệ này mình luôn có cảm nhận thấy, ở đây là tài bài chung cho nên là nó không thể đúng hết với tất cả mọi người, nhưng ở đây mình thấy trội lên một cái năng lượng là có một số người, đây là một mối quan hệ mà các bạn đã đi với nhau rất nhiều kiếp sống rồi. Mình không dám khẳng định đây là mối quan hệ Twin Flame đâu, bởi vì đối với mình Twin Flame nó linh thiêng lắm, mà có thể nó chỉ là mối quan hệ soulmate bậc cao, hoặc là mối quan hệ mà các bạn hẹn ước với nhau rất nhiều kiếp sống, học rất nhiều cái bài học để phát triển bản thân, và có một cái vị thầy hướng dẫn tâm linh, một cái vị nào đó họ chính là nhân chứng cho cái mối quan hệ này. Và khi mà họ luôn giữ các bạn lại, và giống như cứ mỗi lần các bạn chia tay thì họ chính là cái người kết nối. Và chỉ cần các bạn nguyện cầu thôi, các bạn muốn ở bên nhau, thì ngay lập tức họ sẽ tìm mọi cách để họ giúp đỡ hai người. Có nghĩa là mình cảm nhận thấy cái điều đó, mối quan hệ này có sự có nhân chứng ấy, có nhân chứng của vũ trụ, của đội ngũ tâm linh, mà họ luôn quan tâm đến mối quan hệ này, họ luôn tìm cách để cho mối quan hệ này phát triển. Và chỉ cần một trong hai người hoặc cả hai có cái ý nguyện cầu được muốn được ở bên nhau, thì mình thấy họ có xu hướng là họ cùng nhau, họ hợp sức để họ họ giúp đỡ hai người có thể quay lại hoặc hàn gắn hoặc kết nối các bạn nhé. Mình thấy có cái năng lượng đấy, cho nên là mình thấy có cái năng lượng tâm linh ở đây. Và một trong hai người hoặc cả hai tự nhiên khi mà nhận ra rằng mình rất cần đối phương, mình rất yêu đối phương, mình còn tình cảm rất nhiều với đối phương, thì ngay lập tức các bạn cảm được nhau đấy, hoặc là vũ trụ tác động một cái gì đó, đội ngũ tâm linh tác động một cái gì đó khiến cho bạn cảm giác, bạn nhận ra trong một thoáng chốc, bạn nhận ra rằng đây là mối quan hệ tuyệt vời, đây là những cái gì đó đẹp đẽ nhất, bình yên nhất, trọn vẹn nhất, quý giá nhất của bạn. Và mình thấy sau khi bạn nhận ra điều đó thì có xu hướng là một trong hai người hoặc cả hai có xu hướng là cùng nhau quay lại nhìn về năng lượng của The Devil, nghĩa là nhìn về cái sự vướng mắc của cả hai, nhìn về cái yếu tố mà luôn ngăn cản mối quan hệ của hai người, và có xu hướng các bạn lặng lẽ, im lặng, không nói gì, nhưng cùng nhau để mà cố gắng để vượt qua cái năng lượng The Devil này. Có nghĩa là không ai nói với ai lời nào nhưng lại có cái xu hướng là cố gắng để được đi cùng nhau, được hướng tới cùng nhau các bạn nhé. Nhưng mà cái tôi có lẽ là ai cũng có một cái tôi to đùng, hoặc vì một lý do nào đấy các bạn im lặng, các bạn không nói với nhau, nhưng các bạn có sự âm thầm cố gắng để được ở bên nhau. Đó là câu hỏi thứ hai.
Câu hỏi thứ ba đó là cái người đó họ có dự định gì, kế hoạch gì trong mối quan hệ này. Mình thấy ở đây có năng lượng là các bạn có xu hướng, ở đây mình đọc chung thôi nhá, khi mà mình chỉ nói về một phía thì các bạn có thể tự đổi chiều các năng lượng của mình. Mình thấy có năng lượng là các bạn nhìn thật sâu vào bên trong. Nhưng hiện tại bây giờ mình thấy có thể các bạn sống khá tĩnh lặng, dù là nam hay nữ thì mình cũng thấy sự tĩnh lặng tồn tại trong mối quan hệ này, nó đang diễn ra trong mối quan hệ này. Nghĩa là các bạn im lặng nghĩ suy về tất cả mọi thứ, nghĩ suy về cách mà hai người đối xử với nhau, về hành trình hai người đã từng ở bên nhau, đã từng chia tay, đã từng quay lại và đã từng rời đi mà không thể rời đi được. Nói thật với các bạn là hôm qua có một bạn, bạn ấy hỏi mình, bạn còn trẻ thôi nhưng mà năng lượng thì rất là cao. Năng lượng ở đây chính là tâm tư, suy nghĩ, cái sự minh triết của bạn ấy. Bạn ấy nói là như thế nào gọi là tình yêu. Đấy, thì mình chỉ nói một câu thôi, tình yêu chỉ đơn giản là ta ở bên cạnh đó, ta ở bên cạnh người đó, hoặc là có người đó ở bên cuộc đời của ta, ta cảm thấy đủ, ta cảm thấy bình yên, thì đó chính là yêu. Nhưng mà nó chỉ là giai đoạn đầu thôi các bạn, mối quan hệ nào cũng thế, nhưng nó là sự khởi đầu của một tình yêu chân thực đấy. Nghĩa là ta cảm giác như là đó là cái người mà ta có thể tin tưởng nhất. Bất kể chuyện vui buồn gì ta đều muốn kể với họ, ta đều muốn sẻ chia với họ. Và chỉ khi có họ ở trong cuộc đời ta mới cảm thấy đủ. Còn nếu như họ rời đi ấy, thì ta cứ thấy thiếu hụt một cái gì đó mà không thể lý giải nổi. Thì đó mới chính là tình yêu, nó mới chính là một nửa của ta đấy. Còn một nửa thì đương nhiên ta còn nhỏ thì họ cũng còn nhỏ, chứ không có nghĩa là họ là một nửa thì có nghĩa là twin flame. Các bạn phải rõ ràng hai cái vấn đề này. Nhưng mà nó chỉ là giai đoạn đầu thôi các bạn. Giai đoạn thứ hai là sẽ xảy ra những thử thách này. Đấy, thử thách này, nỗi sợ này. Cái thử thách chính là nỗi sợ. Bao giờ cũng vậy, nữ là sự tổn thương, là sự cô đơn, còn nam là nỗi sợ, sự mất tự do. Đấy, và rất nhiều cái yếu tố khác. Và yếu tố, những cái yếu tố như là khoảng cách này, khó khăn này, sự can thiệp của người khác này, yếu tố thứ ba này, thậm chí người thứ ba, nó cũng chỉ là thử thách để các bạn dội lên. Năng lượng của nữ thì là sự tổn thương, nỗi cô đơn, nỗi sợ bị bỏ rơi, còn nam là nỗi sợ bị mất tự do, nỗi sợ bị đổ vỡ, nỗi sợ bị phản bội, nỗi sợ mình đánh mất chính mình bị kiềm hãm, mình bị lấy mất tự do đó, và nỗi sợ thất bại, nỗi sợ bị coi thường, vân vân. Các bạn sẽ trỗi lên hết, và sau đấy nếu như tình yêu đủ lớn thì các bạn sẽ chữa lành được và các bạn trở về bên nhau. Phần lớn chúng ta thường có một giai đoạn đầu rất là ngọt ngào, nhưng đến giai đoạn thứ hai thì rất ít người có thể đi qua được. Có những cặp đôi trở đi trở lại rất nhiều lần và sau đó họ nhận ra rằng đó chính là chân ái của cuộc đời mình, và họ cố gắng hết sức để có thể được quay về bên nhau. Nhưng có những cặp đôi thì đành nuốt nước mắt chia tay. Và vì thế mà các bạn cứ lặp các bạn phải hiểu một điều là một cái bài học nó chưa xong thì nó sẽ lặp lại ở mối quan hệ khác. Chỉ có điều nếu ai đó là một nửa đích thực của bạn thì dù khó khăn đến mấy bạn vẫn cảm thấy bình yên khi có họ ở bên. Nhưng nếu không phải là một mối quan hệ đích thực ấy, theo kiểu chỉ là mối quan hệ tạm bợ thôi, thì cũng là bài học đấy, nhưng bạn sẽ vô cùng cô đơn. Và mỗi một con người ở một kiếp sống chỉ có một lần duy nhất được gặp một nửa của mình thôi, kiếp sống nào cũng thế. Và nếu ta không thể đi cùng ấy thì ta đánh mất cái người đó suốt đời. Và đó là những người mà dù họ lấy ai thì họ vẫn đồng sàng dị mộng đấy. Cho nên là không phải ai nhận ra tình yêu đích thực của mình rồi cũng có thể đi cùng nhau đâu. Nó phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chúng ta, và chúng ta thường đánh mất nhau ở giai đoạn thứ hai, thứ ba đấy. Thứ hai, giai đoạn hai, nói chung là cái hai ba nó chỉ là những thử thách thôi, nó là những đợt. Hết thử thách này nó sang thử thách khác, kiểu là nó chuyển sang một dạng khác ấy. Và giai đoạn thứ tư là nó là chúng ta được tái hợp, được về với nhau, được ở bên nhau. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Thì ở đây mình thấy có năng lượng là các bạn đang nhìn sâu, năng lượng của bốn kiếm là nhìn sâu vào cái vấn đề đó để tự hỏi rằng tại sao mình biết đó là tình yêu của mình, chính gốc ở đây đó là tình yêu của mình, nhưng tại sao mình cứ cảm thấy sợ? Tại sao mình biết rõ ràng là mình yêu người đó, mình biết rõ ràng người đó rất là xinh đẹp, người đó rất là đáng yêu, người đó vẫn chờ mình, vẫn nhớ mình, mà tại sao mình vẫn cứ cảm thấy không có cách nào để tiến lại gần? Mình thấy đây là cái tiếng nói của người nam. Họ tự hỏi là tại sao mà mình biết rõ ràng người đó rất đẹp, người đó rất đáng yêu, người đó vẫn chờ mình, vẫn chung thủy với mình, mà tại sao cứ có một cái gì đó mà mình không thể tiến đến gần? Và họ nghĩ ra, mình có cảm giác như là họ à lên một tiếng, nó là
bởi vì họ cần có năng lượng về 6 gậy. Đấy có nghĩa là họ nhìn thấy được bên trong của họ, một là 9 gậy là nỗi sợ, và cái nỗi sợ này nó do cái 6 gậy này chi phối. Có nghĩa là họ cho rằng là họ chỉ khi nào họ đạt được cái thành công nào đấy thì họ mới tự tin là họ tiến đến mối quan hệ. Nhưng tại thời điểm này họ chưa đạt được 6 gậy đó, họ cần phải có 6 gậy, họ cần phải có thành công, họ cần đạt được cái năng lượng giống như họ yêu, giống như là họ cảm thấy tự tin ấy, thì họ mới vượt qua được. Còn người nữ này thì mình có cảm giác như là người nữ này cũng hiểu được là mình, dù bây giờ người nữ bây giờ mình thấy người nữ năng lượng khá cao, có thể họ thành đạt này, họ xinh đẹp này, họ đạt được một cái năng lượng nào đó, nó gọi là đến một cái điểm nào đấy mà khiến cho rất nhiều người muốn có họ ở trong cuộc đời, nhưng mà họ vẫn chỉ dành tình cảm cho cái đối phương đó, cho tình yêu của mình thôi. Nhưng mà họ vẫn tự hỏi là tại sao ta yêu người đó, ta vẫn chờ đợi người đó, ta vẫn chung thủy với người đó, mà tại sao ta vẫn cứ im lặng đó, ta vẫn không thể tiến đến gần. Thì các bạn sẽ, hai người sẽ có năng lượng của bốn kiếm này, có nghĩa là sẽ tập trung vào nhìn sâu vào bên trong và hiểu được rằng cái vấn đề để khiến cho hai người không thể được có năng lượng của chính gốc này, nó chính là nỗi sợ đấy. Và giống cái nỗi sợ mình phân tích đấy, người nam lúc nào cũng có nỗi sợ, đó là mình thất bại. Theo kiểu là đối với nam thì cái sự thành công trong sự nghiệp, cái lý tưởng trong sự nghiệp mới chính là đích đến cuộc đời của anh ta, và khi nào chưa đạt được điều đó thì anh ta luôn cảm thấy không tự tin, và đó chính là cái nỗi sợ, lúc nào cũng sợ là mình sẽ không đạt được cái điều gì đó, mình sẽ bị coi thường, sẽ đổ vỡ, sẽ mất mát. Còn cái người nữ này thì nỗi sợ bị bỏ rơi đấy, vân vân, nỗi sợ là người kia họ sẽ không lựa chọn mình, vân vân. Vậy thì cả hai người đều cái kế hoạch tiếp theo, cái dự định tiếp theo ấy, đặt câu hỏi là dự định và kế hoạch tiếp theo, nhưng thực ra nó chính là họ quay vào để họ nhìn sâu vào bên trong mình. Mỗi người mỗi bên đều nhìn thấy vấn đề của mình các bạn nhé. Đó, nó là một hành trình, nó là một diễn tiến mà nó sẽ rất chậm, nhưng mà nếu các bạn dành thời gian để các bạn lắng nghe chính bản thân mình thì các bạn sẽ thấy có một cái sự vận động, sự chuyển hóa kỳ diệu đang diễn ra bên trong chúng ta nhé. Rồi bây giờ trả bài cuối cùng, đó chính là sau khi họ nhìn thấy bên trong của mình rồi thì cái điều gì, nghĩa là hành động tiếp theo của họ. Mình nghĩ rằng cái hành động ở đây nó rất chậm các bạn nhé. Đây các bạn nhìn vào này, năng lượng của khinh học quan, giống như là nếu trước đây họ ngồi thu lưu ở trong nhà thì bây giờ họ đã bước ra ngoài rồi, họ nhìn về tương lai, họ nhìn gọi là cái nhìn vĩ mô ấy, đấy, để họ nhận thấy được họ cần phải làm gì trong mối quan hệ này. Thì mình thấy cái việc đầu tiên đó là họ phải đoạn tuyệt với ái tình đã. Đó, người nam này mình có cảm giác như là họ cho rằng là khi mà thực hiện việc lớn ấy thì không nên để cho ái tình dính vào, cho nên là dù là bạn hay là bất kỳ một cô gái nào thì tại thời điểm này họ cũng không muốn tiếp nhận. Cho nên nếu mà những ai mà cứ cảm thấy băn khoăn là cái người đó họ có ai khác ngoài mình không, họ có yêu người khác không, họ có người mới hay người cũ quay về gì không ấy, thì hãy yên tâm đấy. Còn nếu như họ có một người nào đó mà bạn nhìn thấy rõ ràng rồi thì đây không phải là năng lượng của bạn. Các bạn đừng comment ở dưới là bảo mình trả bài sai nhá, mà chỉ vật đơn giản đó là bạn, cái năng lượng của cái người nam đấy nó không tương thích với chỗ này. Đây, ở đây là những người nam mà họ là người khi họ tập trung vào cái hành trình phát triển sự nghiệp thì họ sẽ đoạn tuyệt với ái tình, bởi vì họ cho rằng phụ nữ rất là nhiêu khê, rất là phiền, đúng không? Ở yêu vào, yêu thì vui đấy, yêu thì hạnh phúc đấy, nhưng mà nó không bỏ lại được những cái lúc giận hờn, ghen tuông, mà như thế sẽ không làm cho họ tập trung được. Và họ nghĩ rằng tại thời điểm này hãy dừng yêu đi đã, để tập trung vào sự nghiệp thôi. Đó là năng lượng của 6 gậy. Họ đã tập trung vào sự nghiệp, nhưng đồng thời họ cũng không quên cái việc là họ nhìn sâu vào bên trong nhé. Nghĩa là họ vừa tập trung vào sự nghiệp và họ vừa tập trung, họ khám phá chính bản thân mình, nhìn sâu vào bên trong mình, thì họ nhận ra rằng lý do mà mối quan hệ nó không thể đến được bên nhau, dù cả hai coi người kia là một nửa của mình, là bởi vì có một người hay che giấu cảm xúc, năng lượng của bốn kiếm, và làm cho đối phương cảm thấy đau khổ. Có nghĩa là họ biết được nguyên nhân của cái sự khổ đau, của cái việc là tổn thương nhau, đó chính là sự im lặng. Nhưng không phải như thế là có nghĩa là họ sẽ bắt máy lên để họ gọi cho bạn ngay đâu, mà họ nghĩ, họ biết là cái điều đó diễn ra và họ đi tìm hiểu xem lý do vì sao tính cách của mình như thế, và mình họ có xu hướng là họ chuyển hóa nó đi. Đó, mình thấy như thế. Đây là năng lượng nam là chủ yếu, bởi vì mình thấy là cái năng lượng hành động bao giờ cũng là năng lượng của nam. Còn người nữ thì bạn phải hiểu là nữ là năng lượng của cảm xúc, của tình yêu, còn năng lượng của chủ động hành động chính là năng lượng nam. Cho nên nếu mà đặt câu hỏi là xin lỗi,
Nếu mà đặt câu hỏi là hành động gì, họ hành động gì tiếp theo thì nó thường dành cho nam. Và mình thấy nam có xu hướng là họ nhìn sâu vào cái nguyên nhân đấy, và mình thấy họ có sự chuyển hóa. Họ sự chuyển hóa, họ lấp đầy, các bạn hiểu không ạ? Những năng lượng của sáu kiến với sự chuyển hóa, năng lượng của The Tower, có nghĩa là giống như là họ đi sâu vào ấy, họ đi sâu vào, họ đối diện, họ dám đối diện với những vấn đề bên trong để họ hiểu có một nỗi sợ, một nỗi ngại nào đấy. Mà cái nỗi sợ, nỗi ngại chính là cái sự đổ vỡ này, sự thay ngại, sự thay đổi, ngại, sự đổ vỡ này để khiến cho cái mối quan hệ cứ quay lại với nhau là bắt đầu lại cãi nhau và lại chia tay. Đấy, vậy thì có nghĩa là ở đây mình thấy có một cái điểm rất hay là họ không đóng vai nạn nhân nữa. Họ cũng không án trách nữa, mà họ có xu hướng là họ nhìn vào mối quan hệ để họ nhận ra là lý do tại sao chúng ta yêu mà chúng ta không thể đến bên nhau được là bởi vì sao? Đó là bởi vì một bên thì ngại, và vì ngại nên là không vượt qua. Một bên thì chờ đợi trong cái mỏi mòn thì bắt đầu theo kiểu có năng lượng của cái việc là là theo kiểu là đòi chia tay. Năng lượng của giật thao hờ nó chính là như thế. Vậy thì khi họ nhìn sâu, họ hiểu được lý do vì sao mà mối quan hệ nó cứ xảy ra hết lần này lần khác, năng lượng của giật thao hờ cứ on off nhiều lần, họ nhận ra điều đó và mình thấy họ có xu hướng họ nhìn thật sâu, họ chuyển hóa, và họ nghĩ rằng là cái cách chuyển hóa tốt nhất bây giờ đó là đoạn tuyệt với ái tình đi, tập trung vào bản thân thôi. Và tập trung bản thân theo hai cách, một đó là tập trung vào sự nghiệp và thành công để xây dựng cho mình một sự đủ đầy về mặt vật chất, và thứ hai là nhìn sâu vào cái năng lượng, cái nỗi sợ bên trong ấy, cái sự che giấu cảm xúc ấy, những cái vấn đề nó ảnh hưởng đến mối quan hệ để mình chuyển hóa nó đi, mình thay đổi nó đi. Mình đọc được một cái câu nó rất là hay, đó chính là nếu mà bạn muốn thay đổi mối quan hệ thì trước hết là bạn phải thay đổi chính bạn đã. Vậy thì ở đây một là tiếng nói của người nam, hai đó là thông điệp của đội ngũ tâm linh, của cái vị thầy hướng dẫn tâm linh của mối quan hệ này này muốn nói với các bạn điều đó. Có nghĩa là nếu các bạn tha thiết muốn quay về với nhau, các bạn vẫn còn tình yêu, thì cái đội ngũ tâm linh sẽ hợp sức lại để dẫn các bạn về với nhau, nhưng với điều kiện tất cả những vấn đề đang vướng mắc giữa hai người, các bạn phải có năng lượng chuyển hóa, các bạn phải có ý thức, các bạn phải chủ động chuyển hóa. Và cái sự chuyển hóa mối quan hệ nó phải bắt đầu từ sự chuyển hóa chính mình, có nghĩa là phải nhìn vào bên trong để thấy vấn đề của mình là gì để chuyển hóa nó đi nhá. Thì đó chính là năng lượng của mối quan hệ này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Năng lượng của trả bài ngày hôm nay, các bạn thấy trả bài của mình có ý nghĩa thì giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh. Nếu bạn chưa đăng ký, tặng mình một nốt like, để lại một comment bằng, đừng comment bằng icon nhé, chia sẻ cộng hưởng với mình, để thứ nhất là mình vừa phát triển kênh, và thứ hai là mình sẽ hiểu tâm tư của các bạn đang ở giai đoạn nào để mình định hướng cho trả bài chung tiếp theo nhé. Nếu ai có nhu cầu trả bài riêng thì các bạn liên hệ với thông tin ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.